Cooly loài thú vẻ ngoài hiền lành nhưng có độc hiền lành, dễ thương nên loài Cooly được nhiều người ở Việt Nam nhận về nuôi làm cảnh mà không biết nó chứa chất độc có thể gây tử vong. Vài năm gần đây, người Việt bắt đầu nuôi Cooly như thú cưng trong nhà mà không biết rằng đây là loài có độc, gây tử vong cho con người. Việt Nam có hai loài là Cooly lớn Nycticebus cucang và Cooly nhỏ Nycticebus pygmaeus. Chúng thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục. Trong các nghiên cứu mới đây, giới khoa học đã so sánh hai loài Cooly lớn và nhỏ. Họ tìm thấy 212 hợp chất ở Cooly lớn và 68 Cooly nhỏ có chất độc. Nọc độc này được kích hoạt bằng cách kết hợp mồ hôi từ cánh tay với nước bọt. Chất độc có thể gây phù nề, nôn mửa, mất vài tuần để chữa lành ở người và để lại sẹo. Trong những trường hợp cực đoan, đối với một số người mẫn cảm với nọc độc này, vết cắn có thể bị sốc phản vệ, đôi khi dẫn đến cái chết. Về sinh học, con cái trưởng thành sau 9 tháng, con đực sau 17 đến 20 tháng. Thời gian mang thai kéo dài 188 ngày, mùa sinh sản vào tháng 10 đến tháng 12. Mỗi lứa đẻ 1-2 con, tuổi thọ kéo dài 20 năm, hoạt động kiếm ăn ban đêm, thích leo trèo, sống đơn độc hay thành nhóm nhỏ 3 đến 4 con. Chúng sống trong nhiều sinh cảnh khác nhau, thích nghi với điều kiện rừng thưa, thoáng, trên các gốc cây, bụi rậm, ven rừng, trên nương rẫy. Hiện nay loài Cooly phân bố nhiều ở các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Giang, Hà Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Còn trên thế giới Cooly cũng phân bố ở các nước như Lào, Campuchia. Những năm trở lại đây quần thể loài Cooly bị suy giảm rõ rệt và có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do nơi cư trú bị xâm hại, rừng bị chặt phá, diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp và đây là đối tượng săn bắt để nuôi làm cảnh. Cooly còn gọi là cù lần, mắc cỡ, bởi theo dân gian, chúng không dám ngẩng mặt lên nhìn ban ngày vì nhút nhát, sợ hãi. Còn dưới góc nhìn khoa học, Cooly có đôi mắt to và độ mở lớn nên có ích trong đêm tối hơn là ban ngày. Vào ban ngày, độ mở lớn của mắt khiến chúng tiếp nhận cường độ ánh sáng nhiều hơn, có thể làm mù lòa, vì vậy chúng thường giấu mắt cuộn vào bên trong cơ thể, ngủ ngày.